Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 4 tháng 3 năm 2022. Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục phát triển khiến thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển dần sang trạng thái nắng nhiều và nắng mạnh. Thời điểm nắng mạnh nhất là khoảng từ 11 đến 13 giờ trong ngày, nên nhiệt tăng nhanh so với những ngày qua, thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, các khu vực ven biển thấp hơn 1 đến 2 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, đến chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5 giật cấp 6, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 5 tháng 3 năm 2022 cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 3 giờ, thấp nhất 100 cm xuất hiện lúc 10 giờ.